chanh tứ quý hàng ghép nhé bạn nhé. Các cây thì đang hoa với cả đang quả bé rất sai như này. Chiều cao thì tùy từng cây ạ, có những cây cao khoảng tầm 1m2, 1m4 như những cây này. Và có những cái cây mà nhỏ nhỏ xíu xíu xinh xinh ạ, lô bên đằng này ạ. Đây ạ, những cây cao khoảng tầm 1m hơn 1m, cây cao 1m2. Hàng này là hàng ghép nhé bạn nhé. Còn nhà mình có cả hàng giống mà chiết ạ, cây cao khoảng tầm 6-70 phân. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây chanh tứ quý, loại ghép hoặc loại chiết ạ, thì vui lòng alo ạ, 097 797 3535. Cái hàng này nhà mình đóng hàng vận chuyển đi toàn quốc đảm bảo nhé bạn nhé. Rất là sai quả luôn ạ.